Hello mọi người nha. Hôm nay Thụ với Thiên nè lại sum họp với nhau đúng không? Đúng, lại gặp nhau rồi. Lại gặp nhau và Thụ đang ở phố Bạch Đằng. Thụ hồi xưa giờ cũng ở Bình Dương nhiều mà không có biết cái phố này. Thì Thiên người Bình Dương mà nay dẫn mày Thụ đi thị tẩm. Mình được thị tẩm phố Bạch Đằng Bình Dương nha mọi người. Đây đây. Rất là một cái khu vực mình thấy là rất là sầm uất luôn á. Đây, mình đi ghé vô cái phường nướng này nè. Để ăn thử cái ẩm thực ở đây nha. Từ ngày hôm nay cái quán này khá là đông nha mọi người, rất là đông luôn á. Nhìn phía bên ngoài nè, hết bàn luôn nha mọi người, quá trời. Đặc biệt mình thấy bữa giờ ở Bình Dương mình đi tới đi lui quá trời không thấy gái đẹp. Bữa nay mình ra đây mình phát hiện quá trời gái đẹp luôn nha mọi người. Hàng chi này nó rủ mình đi nè. Bạn thấy gái Bình Dương có đẹp không? Quê mình mà quê bạn chắc gì nó gái nó đẹp tuyệt vời chứ. Ok, mình thấy là được review là gái đẹp rồi đó. Bạn mình nó mua bịch gì ta, cái này là đậu phộng. Đổ phộng hay đậu phộng gì ta? Đổ phộng đúng không? Em người miền Trung mà. Đây, mình là người miền Trung nha. Kêu bằng đổ phộng. Đây là cái menu của phường quán nha. Cái món này gì ta? Check in những món này chỉ 9.000 nè. Đồ nướng nè. Cái món này. Lẩu gà tiềm bất hiểm 189.000. Được thấy không? Đơn thì thấy cũng khá là cheap nha, khá là rẻ nha. 99.000. À, độc giá 99.000 nha mọi người. Salad nè. Ồ, salad dầu giấm được có 30 mấy nghìn nè. Chắc mình ăn salad cá ngừ nha.
bạch tuộc, sốt thái, chân gà rút xương, xúc xích, lẩu. Lẩu một người 89 nghìn. Đó. Tiên ăn cái gì Thiên? Có muốn ăn đồ nướng không hay là đồ khô? Bữa nay mình thích ăn đồ nướng nha. Đồ nướng hay gì nè? Chiều đi. Mình đó hả? Salad dầu giống chứ nè, đó là salad cá ngừ. Salad cá ngừ đi, cá ngừ đi. Ăn thịt nướng thì có cá. Ở đây có ốc nè mọi người. Ốc nướng. Ốc nướng hả? Hay là bò nướng, heo nướng. Mình chắc có nướng hôm bữa giờ mình ăn cái gì ta? Mắm. Tiêu xanh là nướng mắm đó. Mình ăn một cái ốc bươu nướng tiêu đi ha, ốc bươu nướng tiêu ha. Ốc bươu là ốc bươu đen nha mọi người. Thì thực đơn ở đây mình thấy là khá là đa dạng nha. Thiên coi tiếp đi Thiên. Coi thử coi có món gì nữa không. Nhân quán này đặc trưng là gì? À phường nướng hả? Ở trong kia cái không khí nó ngột ngạt quá, Thụ với Thiên quyết định chuyển ra ngoài đây ngồi nha, ngoài hưởng cái không khí trời. Bên kia là xong nè, bên kia là xong. Món ăn thì cũng đang dần kêu ra, và đặc biệt là bọn Thụ đã kêu ra một đống bia nha mọi người. Sài Gòn bia thương hiệu Việt nha, coi dù là Thái Lan mua lại nhưng vẫn là người Việt. Người Việt phải biết tới Sài Gòn. Đấy, ở đây bây giờ mà có 333 là mình uống 333 luôn. Đấy. Là uống sương sương, là uống sao bài hồ. Cái này mình nghĩ rằng là hôm nay mình sẽ chiến đấu tới cùng với bạn Thiên luôn. Ôi, chủ nhật mà. Chủ nhật mà. Máu chảy về tim, thứ bảy máu chảy tay về tim uống gì bữa nay là chủ nhật. Ok, lát mình rắp rồi. Ok, bạn luôn. Thì các bạn thấy ở đây có một cái bầu không khí rất là vui tươi nha mọi, rất là đông vui luôn. Đó, trai xinh gái đẹp quá trời. Đặc biệt là gái đẹp nữa. Rất là nhiều bạn tới đây thưởng thức ẩm thực. Thì ẩm thực mình nghĩ rằng là sẽ có những cái món nướng. Mình kêu một cái combo nướng, quán này là chiên và nướng. Thì mình sẽ thử thưởng thức ở đây như thế nào. Và trước khi thưởng thức đó thì mình sẽ tận hưởng một chút gì hương vị của bia nha mọi người. Hương vị của bia. Mình uống nóng luôn nha mọi người. Rồi, nước sôi lên, nước sôi lên. Đây mình chờ cameraman hả? ok. Vô thôi cameraman. Ok, hello nha. Hello. Ồ mà liều tiên. Có đá vô mới lạnh nó đã chứ. Ok. Tuy không đá nhưng vẫn sảng khoái nha. Bia là đúng rồi. Như dòng sữa mẹ vậy á. Như dòng sữa mẹ. Bây giờ món cũng đã ra rồi, mấy bạn thấy không? Thịt bò nè, thịt heo, đây, cà tím, bắp được trình là rất là đẹp luôn á. Đặc biệt là cũng có kêu thêm một cái món và đồ ốc. Đó, mọi người thấy không? Đây là ốc bưu đen. Đây là ốc bưu đen. Đây, có thêm nước chấm mắm gừng nữa nha mọi người. Đây là một trong những cái nước mắm mà thần thoại luôn. Cũng nếu chúng ta có ở tuổi thơ thì chúng ta đều thưởng thức. Và tôi sẽ ăn thử một con này. Ui cha, nóng quá mọi người. Nóng tâm lừng luôn mọi người ơi. Đây. Riêng cái con này nó khác con ốc bươu vàng nha mọi người. Cái con ốc bươu đen này mình có thể ăn luôn cái phần bên trong đó. Thấy không? Chấm vào một chút mắm gừng này mọi người thấy không?
Nhưng cái nhân thổ tôi sẽ không bỏ luôn cái nước này, mình sẽ húp luôn nha mọi người. Nướng tiêu rất thơm đúng không? Ở cái phần này thì người ta sẽ có những cái tôm nè, có kim chi nữa nè. Chút nữa sẽ đặt lên bếp lò này và chúng ta sẽ nướng và thưởng thức được cái món ẩm thực này. Đang lứng thang nha mọi người, lứng thang nha chứ không phải là lứng nha. Đây, đây là phần bò. Thì chúng ta trước khi chúng ta bỏ lên á thì chúng ta phải nên đảo ra như vậy nha, chút nha mọi người, để cho thấm gia vị á mọi người. Ôi quên nữa, đi chụp cái giùm bạn. Ok, quay lại lấy chụp cái giùm bạn. Đây, để hai cục bò, mình một cục và Thiên một cục nha, để mấy miếng cà nữa. Mình kế tiếp mình bỏ thêm miếng ba rọi, ba rọi đi mọi người, nhìn rất hấp dẫn nha, phải không mọi người? Một con gì đây? Chim chập. Với đánh giá của mình nha, trình bày ở đây đẹp, khá là đẹp nha. Dạ, không mua chứ. Mình trình bày ở đây là cái một điểm cộng là trình bày khá đẹp nha. Rau đồ này, đây là cái được gọi là bò lá lốp hả? Lá lốp. À lá lốp, xin lỗi mọi người nha, lâu quá cũng không mang cái này, quên. Bò nướng lá lốp nha, bỏ lên đây. Bò thì nó rất là nhanh chín nha mọi người, để cho nó đều chứ không phải là nó chín rồi đâu. Chất lượng về một phần này mình thấy để ý là 2-4 người ăn nè. Mà như mình thấy có một vấn đề thế ra, có một ổ mì sao ăn đủ ta? Chỉ có một ổ mì sao ăn đủ đây thì hay là vú heo nè mọi người, vú heo hay vú dê gì mình cũng không biết nữa nha, mà mình đoán là vú heo. Mình cũng không quên, mình cũng không quên review cho mọi người là cái nước sốt. Đây là một món nước sốt gọi là truyền thống, đặc sản của quán này. Để mình thử cái có đũa rồi mọi người, thử cái miếng nước sốt này nó như thế này. Cái đó là phô mai ba ơi, cái đó là phô mai. Cái nước sốt này thì là sốt phô mai nha mọi người. Ở đây người ta cấp thêm một chén nước sốt như mày. Cái này là phô mai mọi người, để nấu lên trên bếp nha mọi người. Ồ, trước khi mình nấu mình nếm thử trước rồi. Mình sẽ đặt lên trên đây luôn nha. Thơm, thịt nó hơi chín, nó bắt đầu khô rồi mọi người ta. Cái sớ thịt nó bắt đầu nổi lên, nhìn rất là ok luôn. Có lẽ mình nên bỏ cái chén này xuống, chút nữa mình sẽ nướng nha. Đây mọi người nào, quá đẹp. Ăn thì chưa biết, độ đẹp là mình chấm là 9 điểm rồi đó. Nắm chim chầm, bọt xuống cá lóc. Ăn rồi. Đồ đeo móc cái gì vậy?
mình đang móc cái ruột con hốc đâu đang cái đầu rồi. Mình móc bạn bạn móc lại cơ, mình coi thử cơ bạn bạn móc cái gì trong đó rồi. Rất là ham ăn nha mọi người. Không biết chất lượng ở đây như thế nào mà để bạn nó còn một khúc nè. Để bạn ngủ có thể nào mà lặn lội thọt cái đó không kéo ra được. Thôi kìa à, bạn hút như hết nước là được rồi bạn ơi. Nhân dịp cái món này nó chưa có chín mọi người, mình ăn thử miếng kim chi ra. Mình đã từng ăn kim chi Hàn Quốc nha mọi người. Đấy, còn kim chi ở Việt Nam nó sẽ như thế nào nha. Hương vị này na ná nha mọi người, khá là giống khoảng trên 90% nha mọi người. Mình có ăn một số tiệm khác thì mình nghe có vị ngọt với cay nó hợp với vị Việt Nam mình, nhưng cái cốt lõi của kim chi nó không phải vậy đâu nha mọi người. Mình sẽ rót hết cái ly này luôn. Mình cái này. Hết luôn ngay, hết luôn ngay. Hết luôn, hết luôn. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cái miếng thịt bò này nó chín rồi nha mọi người. Bạn wow. bạn thụ hăng khoan, có gót vô mình uống hết 100 cái bạn thụ ơi. Có gót không uống 100 cái. Có gót vô uống hết 100 cái. Ok bạn. Đấy, gót vô 100 à. Ờ, ok. 100 luôn nha. 100 nha, trong nhà đã nha, đã nha. À, quá đã. Đi bạn. À, bây giờ mình gặp một thịt bò này nó chín rồi mọi người, rất là chín luôn rồi nè, chín lắm luôn rồi nè mọi người. Mình cắt ra mình ăn thử nha mọi người. Wow, ôi vừa tới luôn nha mọi người. Quá ok, cái đồ hồng này là hồ hồng vừa phải có thể chấp nhận được nha. Thật sự là mình ăn bò rất nhiều nha, mà mình vẫn rất là ghiền thịt bò nha. Ở cái nước này mình sẽ chấm cái gì vậy Hương Thiên? Cái loại nước nào trong đây? Mình chấm cái muối xanh. Ở đây thì có 3 loại keo, mắm gừng và muối xanh nha. Vậy mình đây. Thì mình chắc sẽ chấm keo. Keo đi bạn tôi. Ok, thì là cá ngừ hả? Ok. Thôi, mồi tới luôn. Mồi tới. Đây, chấm keo cho mọi người. Thử cái vị này nó như thế nào. Rồi, nước miếng ra rồi mọi người. Chưa kịp ăn nữa. Vòng vòng là mọi người nhìn mình, tụi mình quay phim mà ngại lắm luôn á. Delicious. Rất là ngon nha. Rất tuyệt vời. Nè. Bây giờ là cái phần hình ảnh đầu tiên á, khi người ta đem đồ ăn ra đó. Rồi trang trí thì có thể chấm là 8/10. Rất là chỉnh chu, đây là quán đông nha. Nhân viên có nói rồi, ngày gần đây những ngày có lương về chủ nhật thứ bảy nữa, rất đông luôn. Mà hiện tại quán đã ngưng nhận khách rồi nha. Mà người ta đem đồ ăn ra cho mình tươm tất từng vị trí, từng con tôm luôn. Đây, đồ ăn. Họ đã ngưng nhận khách luôn mà miếng thịt nướng lên nó còn chất vị, nêm gia vị cỡ đó. Thì để mình thử coi với cái thẩm vị của mình với bạn thụ đây, nó có khác nhau hay không. Bò mẹ nước chấm đặc biệt, cái vị đặc biệt hơn một quán khác, mặn nhưng mà có rất là xa tới trong đó, phù hợp với người Việt Nam mình nhiều hơn. Và đặc biệt ở quán này nãy giờ mình ngủ gì được hơn chưa, em quên lên luôn rồi. Phường nướng phố Bạch Đằng khu với một vườn dừa. Cái nãy giờ mình thắc mắc, ủa mì đấy ra chấm cái gì ta? Phô mai mới rớt à, có lẽ là một chiếc phô mai mà mình đã làm rớt rồi. Bây giờ mình sẽ phô diễn món mới. Mình là người Việt Nam mà mình khoái ăn gọi là bánh mì thịt đó. Xé ra như vậy nè, bỏ một đồng rau vô mình các bạn.
Nếu mình bỏ mấy rau này vô, rau thơm này vô nè, salad ngon á. Rồi bỏ thêm chút kim chi nè, bỏ chút kim chi nha. Đây, bỏ vô. Đấy, rồi mình bỏ thêm cái gì nữa ta? Vài lát nha. Thịt bò, đúng rồi. Bỏ gì nữa ta? Kim châm, kim châm. Không, mình bỏ này. Mình lấy cá ngừ thay cho pate nha. Chiếc bánh mì phải có pate, đàn ông phải có bún dê trong người chứ mọi người, đúng không? Đây rồi tiêu thôi, mình lấy mình chấm trực tiếp luôn nha. Bỏ thêm gì nữa ta? Có cái rau này luôn, bỏ vô luôn. Salad, salad. Đây, đây là một ổ bánh mì chất lượng nha mọi người. Mình hồi nãy mình nhớ mình có nướng cái gì ta, bò lá lốt hình như bạn Thiên mình ăn mất tiêu rồi. Đây, một ổ bánh mì chất lượng, chấm mắm gừng nha. Chất lượng, chất lượng nha. Vô. Ổ bánh mì chế toàn bò thôi. Bánh mì bò, hương lá diếp cá. Thưởng thức một chút bia. Đấy, chấm mắm gừng. Thiếu một chút cay. Nó có một chút cái ớt thì quá ngon. Tôi ăn bánh bò nhưng thấy bánh mì thiếu bò. Tuyệt vời. Có một điều mình biết tôi mỗi người một tỷ mỗi khẩu vị, nhưng ở đây có ba loại nước chấm. Đây là muối xanh nè, vị này thì hơi ngọt. Mình không đánh giá cao lắm ở cái phần nước chấm ở đây. Cao sa tế thì ở đâu cũng giống nhau. Mắm gừng cũng tương đối ok. Chỉ có cái vị mà vị này nó hơi nhiều sữa mọi người. Nếu có sữa, mình thấy rất là trắng, có vẻ có sữa. Hơi nhiều sữa. Đó là cái cảm nhận của mình. Tại vì mình là một người rất quan trọng ở nước chấm. Mình cảm thấy là chao ok, nước mắm gừng ok. Nhưng về nước xanh thì hơi nhiều sữa nha. Ta. Ồ, mình bây giờ thấy có con tôm này. Đây mọi người. Ui da, nóng quá. Trời bị chín rồi đó mọi người. Wow, rất nóng luôn. Mà mình đang nướng ở đây á, cái mình liếc qua bên kia thấy có cái dĩa, dĩa bò nó phun khói mọi người. Quá hay luôn, quá tuyệt vời luôn. Thôi mà thôi, mình quay lại bên bàn mình thử review con tôm này ra coi. Được cái bàn đối diện cũng rất happy với tụi mình. Rất là happy luôn. Rủ mình qua review cái dĩa thịt đó. Này bạn, mình nói nè, con tôm này vỏ cũng không cứng lắm nha, mà khá đẹp, còn khá nóng. Nhưng mình cũng có những nói với mọi người ở những cái clip trước là mình ăn không có lột vỏ. Tới mình ăn mình không có lột vỏ, tại vì vỏ mình nghĩ là rất là giàu canxi, ăn sẽ cao nên mình không có lột. Đây, đó là cái quan niệm từ nhỏ mình, giờ mình quen rồi. Mình thử con tôm này tươi không nha. Rất thơm, rất thơm. Cái này mình chưa chấm vị luôn. Mình sẽ chấm muối xanh. Trời ơi. Ngon. Tôm tươi nha, tôm rất tươi. Tôm rất tươi. Mặc dù con tôm này rất là nóng nhưng mình vẫn ăn rất là vi vu vì nó tươi quá ngon. Lưỡi mình chắc cũng chín như cái miếng thịt bò rồi.
Bò chín rồi. Còn là bò gác bớp luôn rồi mọi người. Có lẽ mình mới nhai luôn cái đầu tôm. Bị quá ngon. Nhai luôn đầu tôm mình không lột bỏ tôm luôn. Mình cắn luôn cái này thử coi cái độ chín nó, độ tơi nó như thế nào nha. Nếu bò không ok thì cái độ tơi mình cắn không được đâu. Thử nha. Chân thật nha, không sắp xếp nha. Mỡ hơi nhiều. Ok, nhân ngon. Còn này nó có sớ gừng đúng không bạn Thượng? Tại vì mình nướng hơi lâu á, chứ mình có vẻ dai, sớ gừng á. Ngon. Mẹ dai. Người tội rồi, không mua, không bao giờ mua hết. Các bạn ơi, đừng để ý nghề vật chính, nhờ người ý sau. Tôi đang nói là nhờ người phía sau nha các bạn ơi, đừng để ý nghề vật chính nha. Tôi đang nói là nhờ người phía sau cơ. Ở đây chúng tôi không phải là cái gì cả. Nhờ bạn đó rất là xinh. Ai mặc áo đen đều xinh hết. Chắc các khung hình bạn này quá. Sau nãy giờ là cũng chỉ còn vũng vẹn hai lon trên bàn. Thì Đô Văn Thụ cảm thấy quán này như thế nào? Ôi. Về hương vị mình cảm thấy là rất là tốt, rất là ngon luôn á. Đây là có xỉn chưa á? À, mồi nó còn dày nè. Mình không hề xỉn nha. Ai cũng biết mình trong những cái cuộc nhậu là đều là uống rất là tốt luôn á. À, đô mấy lon mình thôi. Đô mình là khoảng 12 lon. À, giờ mới là khai báo hả? Chứ trước giờ chưa clip nào khai báo à? Đô mình 12 lon nha. Đó là đô bình thường mà có niềm vui á. Là mình uống khoảng 15, 17 lon. Trời ơi. Có bữa mình uống 20 lon luôn mọi người à. Đừng nói tôi có tăng 2 đấy nha. Rồi. Không bao giờ có tăng 2 và bây giờ đón taxi về chứ không bao giờ đi xe đò, ấy là xe Honda về đâu mọi người à. Thấy không? Liếu lưỡi trời, liếu lưỡi. Đó là hành vi của người đã uống bia. Vô 100%. À, đây 100%. Hả? Ủa hết đá luôn hả? Ờ, đẹp thiên. Cameraman phục vụ. À, quá đã nha mọi người, quá đã. Đây, mọi người thấy không? Ở đâu thứ 10 rồi. Đồ ăn mọi người. Đứa lon là hai đứa anh ơi. Lon là xíu nữa mình đi. Thì mình nói là lon thứ 10 cái chia đôi. À, mình cứ nói vậy chứ mình chưa đính chính. Mình là hết lon thứ 5. Đó là mất kêu thêm 4 lon. Đây, một ngày còn quá trời quá đất. Hôm nay này chỉ là đi review thôi nha. Nói chung là làm gì làm bán hết mọi mới về được. À, bia uống hết nó sướng, uống nhiều nó đã nha mọi người. Ngon. Các bạn nghe câu châm ngôn bạn Hậu không? Bia uống ít nó sướng mà uống nhiều nó đã. Phải lên phải vô mấy lon rồi mới nói được những câu trầm ngôn như thế nha. Tan đi. Chị hơi xỉn đó mọi người. 6 lon mà xỉn sao bạn Thủ? Đây con hơi bê bê nha. Mồi trên đây bắt đầu lấy trên đây nướng hết rồi. Mọi người hay không? Hấp dẫn không mọi người? Ấy hấp dẫn luôn. Như này chắc đóng hộp đem về. Vô nó phép rồi nha. Ăn nhiều quá. Hai người cho tôi. Quá combo, nhiều. Combo này xanh kia. Đem về những hết. Không bỏ lại một thứ gì. Đấy. Thì mình ăn uống này mình quý đồng tiền thôi. Nên mình tiết kiệm đồng cách mình ăn hết. Dư mình cũng phải mang về nha mọi người. Đấy. Thì mình cũng đang hâm nóng lên nè. Đó. Nếu dư mình đóng hộp rồi mang về không bỏ một chút gì hết đó. Và sắp tới thì Thụ và Tiên cũng sẽ ra cho mọi người nhiều cái video hơn nữa.
không phải lúc xỉn nói đâu. Mà mình nói với bạn, các bạn là mình với Thiên sẽ chiến đấu trên nhiều cái mặt trận, sẽ ra cho nhiều mọi người nhiều cái video hơn để hiểu được những cái nơi tụ đến, giống như Bình Dương nè, nơi tụi đang sống, hay là Đồng Nai, hay là Cần Thơ, Sài Gòn, Đà Nẵng, Phan Thiết, Nha Trang, những nơi tụi đến tụi sẽ review cho mọi người, và tụi sẽ cố gắng làm nhiều cái chương trình có tính cộng đồng hơn một chút. Nhớ like, subscribe kênh của Thụ và Thiên nha. Thank you.